Quý vị vừa theo dõi một nhân vật sự kiện. Tiếp nối chương trình Việt Live hôm nay là một câu chuyện Việt với bài viết Lời nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ứng nghiệm, đăng trên Facebook Lê Ánh ngày 18 tháng Giêng 2021. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lời nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ứng nghiệm. Lời phát biểu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước giờ giao thừa của năm Ất Mão 1975 về những người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, những lời nói này đã ứng nghiệm. Tôi thiết tha kêu gọi những ai ở miền Nam này đang ăn cơm miền Nam, đang thở không khí miền Nam, đang được sự che chở của xương máu, dân quân miền Nam mà đến ngày nay còn âm thầm tiếp tay với cộng sản, còn lén lút đi đêm với thực dân, ngụy hòa, còn tính đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào. Tôi kêu gọi lương tri của mấy người, vì đất nước, vì dân tộc, hãy dừng chân lại, hãy dừng tay lại, hãy từ bỏ ý định đó mà đi cùng với 17 triệu rưỡi dân quân miền Nam chiến đấu chống kẻ thù cộng sản. Tôi kêu gọi mấy người, hãy suy nghĩ, nếu thích cộng sản thì hãy có can đảm ra ngoài Bắc ở với cộng sản. Như vậy, cộng sản còn ít khinh rẻ mấy người hơn là làm tay sai cho chúng ở miền Nam này. Có thể không ai ở miền Nam tự do này giết mấy người đâu, nhưng chính cộng sản sẽ giết mấy người. Mấy người nếu muốn có tên trong lịch sử thì cũng có hai lối có tên trong lịch sử. Một đàn khi nhắc đến thì toàn dân cúi đầu khâm phục, con cháu lại ngẩng đầu lên hãnh diện. Một đàn khác khi nhắc đến thì toàn dân ngẩng đầu lên nguyền rủa, còn con cháu mấy người lại cúi đầu tủi nhục. Tôi chắc mấy người sẽ được lịch sử ghi tên vào hạng thứ hai này. Nếu mấy người không cầm súng xông pha lửa đạn để chiến đấu, nếu không làm được một việc gì hữu ích cho hậu phương, thì mấy người đừng làm gì hại dân mà bán nước. Một hành động ngu xuẩn, phản bội tổ quốc, chiến sĩ và nhân dân, dù có gạt được ai 5-3 tháng, 5-3 năm, rồi cũng sẽ bị lịch sử lôi ra chứng minh và cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Tiếp nối chương trình Việt Live hôm nay là một bình luận thời sự với bài bình luận Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, Người xanh cỏ, kẻ đỏ ngực của tác giả Đỗ Ngà, đăng trên Facebook cá nhân ngày 18 tháng Giêng 2021. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, Người xanh cỏ, kẻ đỏ ngực. Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên làm tổng bí thư thay cho ông Nông Đức Mạnh ở đại hội 10 năm 2011, lúc đó vị thế của Trung ương Đảng đang lép vế so với nhà cầm quyền, vì sau bao nhiêu năm Nông Đức Mạnh bất tài để cho Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt. Khi mới tiếp quản ghế tổng bí thư, việc đầu tiên ông Trọng làm là củng cố lực lượng để giành lại vị thế cho văn phòng Trung ương Đảng. Chính vì vậy mà Trọng kéo Vương Đình Huệ từ Bộ Tài chính về làm trưởng ban kinh tế và kéo Nguyễn Bá Thanh đang là bí thư Đà Nẵng về làm trưởng ban nội chính để lập vây cánh. Để tăng quyền lực cho hai đứa đàn em, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định đưa Thanh và Huệ vào Bộ Chính trị nhân dịp Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên khi đó, phe Trọng gặp cản lực lớn nên Huệ và Thanh bị đánh bật ra khỏi ghế đề cử và thay vào đó là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân trúng cử. Cả hai đều là người miền Nam. Có lẽ vì thế mà Huệ biết rằng lúc đó chưa phải là lúc để ra mặt mà cần phải ẩn mình chờ thời. So với Vương Đình Huệ thì Nguyễn Bá Thanh thích thể hiện hơn, có máu anh hùng và ăn ngay nói thẳng, không hề biết ngán ai. Ở Đà Nẵng, Thanh là vua, nhưng ra Trung ương thì Thanh đã nhầm. Vua vẫn là người đứng đầu phủ thủ tướng chứ chưa phải là ông chủ văn phòng Trung ương Đảng. Trò chơi chính trị là con dao hai lưỡi, nếu đánh giá sai thời cuộc thì sẽ dễ đổ ruột như chơi. Nghĩ rằng thời cơ đã chín mùi, Thanh mạnh dạn xung phong lên tuyến đầu đấu với thế lực Bà Dũng. Lúc đó Thanh rất mạnh miệng, hô xung phong bằng câu nói mà chẳng ai dám nói lúc bấy giờ, hút liền không nói nhiều. Kết quả là Thanh đã phải xanh cỏ, rõ ràng chữ Thanh liền với chữ xanh một vần. Sống dưới chế độ cộng sản mà không biết luồn cuối thì sẽ bị cho chết đứng như Từ Hải ngay. Vương Đình Huệ là con người thâm trầm, quan sát kỹ trước khi hành động, biết lựa thời, biết câm mồm ẩn mình, biết chọn chủ mà theo. Với con người như vậy thì khó có chuyện gì ông ta phù suy để tỏ lòng trung thành với Trọng được, mà ắt hẳn lúc đó ông ta có thể đã thấy cái thịnh sắp tới của Trọng.
Để lật Dũng không dễ. Lúc đó Dũng có nhiều tiền hơn Trọng, thực quyền của Dũng cũng mạnh hơn Trọng. Vậy làm sao Trọng lật được Dũng? Trừ khi có trợ lực rất lớn từ bên ngoài. Có lẽ vì thế mà Huệ đã chấp nhận phù suy trong thời điểm đó để chờ đến lúc thịnh thì vương vai. Thực tế là từ ngày mà Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh bị đánh bật ra khỏi đề cử vào Bộ Chính trị cho đến khi Trọng làm chủ cuộc chơi hoàn toàn thì chưa đầy 3 năm. Đến Đại hội 12 năm 2016, Huệ chính thức vào Bộ Chính trị và nắm ghế Phó Thủ tướng, trong khi đó Nguyễn Bá Thanh đã ăn giấc ngàn thu. Sau một cột mốc tại Đại hội 12 là lúc Huệ vung cánh tung bay. Ngay đầu năm 2020, khi Hoàng Trung Hải bị loại, Huệ đã được đưa về thay thế. Chỉ chưa đầy một năm, Huệ lại nhảy vào tứ trụ. Con đường quan lộ của Huệ giờ phải nói là rộng thênh thang. Huệ và Thanh, hai mẫu người với hai tính cách khác nhau. Kẻ ăn ngay nói thẳng, tất bị thiệt. Đó là bài học nên tránh cho những ai muốn tồn tại trong thế giới quyền lực của Cộng sản. Để luồn sâu và leo cao, không ai làm lại như Thanh cả. Hệ thống chính trị này, nó mặc định như vậy. Phải hèn, phải nịnh, phải biết mơn trớn kẻ làm chủ cuộc chơi và quan trọng là phải biết kiên nhẫn chờ thời. Chỉ có những kẻ biết tuân thủ luật chơi đó mới có thể đỏ ngực. Còn dám chơi dại, chống lại quy luật đó như Nguyễn Bá Thanh thì chỉ có xanh cỏ chứ không có kết cục tốt đẹp. Có lẽ từ bây giờ trong Đảng Cộng sản sẽ tồn tại rất nhiều người kém năng lực nhưng biết luồn cúi, nhưng sẽ không còn ai có năng lực mà nghĩ dại như Nguyễn Bá Thanh nữa. Cộng sản nó bắt mọi con người của nó phải như thế và từ đó nó hình thành nên một nhà cầm quyền khốn nạn, không có điểm dừng.